mày có biết suy nghĩ không vậy mới ở được có mấy ngày à, chưa có nóng gì hết trơn rồi là bây giờ bây giờ mày đòi là nghề mày mày không mướn nữa không mướn thì đương nhiên mày phải mất cọc chứ sao mày lấy tay được tiền Ê, bà này bà nghe ngược vừa phải thôi nha Sao nghe bây giờ tôi không ở nữa thì bà phải trả tiền cọc cho tôi chứ tôi ở có mấy ngày thôi mà tôi trả tiền cho bà hết một tháng là tôi đã chơi quá đẹp với bà rồi bà muốn gì nữa thược ơi mày đẹp quá thược thược cái gì mà thược tên thúy thì thúy thúy ừ thúy đó Bây giờ tao nói mày nè, mặt mày đẹp nhưng mà mày không biết suy nghĩ Mày đi vô đi mày ở, mày trả tiền một tháng rồi Nhưng mà trước khi mày đi á, đúng hợp đồng là mày phải báo trước tổng thời gian Để tao tìm người thách tao thế vô chỗ của mày Rồi mày mới được trả tiền cọc mày hiểu không? Còn đùng cái mày nói mày đi là mày vi phạm hợp đồng, không có tiền cọc mày Mệt quá, mệt quá, mệt quá Nói chuyện với bà từ sáng giờ giống như là nói với cái đầu gối vậy đó à. thôi, thôi mà bỏ thấy với bà luôn á Trời ơi, thấy Chứ tao thèm à Thấy lụm thôi Thấy cái gì mà thấy em? bà có biết ý của bồ tôi muốn là ý trời muốn không? đúng rồi. Bây giờ bà có trả tiền cọc lại cho nó không? đương nhiên là không rồi. Ông nghĩ sao vậy? Nó ở đây mới mấy bữa à? ở nó đi nó phải báo trước với tôi thời gian để tôi tìm người khác thế vô. tự nhiên đụng cái bỏ đi mất cọc là chuyện bình thường. ai mà không vậy? phạm hợp đồng tôi rồi. bà có giấy tờ gì hợp đồng không? không. hay là bà chỉ là cái người cho thuê mướn trốn lậu? trốn thế luôn. Tr trốn thế gì thế? cho mướn ba ở nhà này thế gì hợp đồng là miệng ra nè ờ thì hôm bữa nói với nhau rồi mắc gì phải trả nó bây giờ không có nói nhiều bà trả hay không trả không không á không anh nếu mà bà không trả thì tôi sẽ báo chính quyền để lên đóng cửa phòng trọ của bà chờ chú mày làm gì thấy gớm vậy từ từ trả đang suy nghĩ coi nên trả đủ hay là trả không đủ trả thì trả đủ chứ làm gì có chuyện trả không đủ thì từ từ trả từ, mày làm gì gấp mày rồi mày để em đến để em đến đội anh đi đội anh hay quá à không có anh em không biết làm sao luôn á okay, mình đi em đi, đi 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 đâu vậy ủa không Bà về rồi hả tôi dọn đi tôi dọn đi với người yêu của tôi tôi á là tụi tôi phải sống ở một cái nơi khang trang đẹp đẽ sạch sẽ hơn chứ đâu có thể ở cái phòng trọ mà vừa hôi hám vừa bẩn thỉu vậy được ờ à, đúng rồi mày đâu có ở ba cái chỗ phòng trọ bẩn thỉu hôi hám vậy được đúng không mày ở mấy cái chỗ mà cao sang sáng sủa mà lên thiên đàng á mình đi em ê tôi đi nha mày mốt khi nào mà tụi tôi đám cưới được gọi tiệc cưới nha đi á đi, đi 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 à. ạ Người quen mày hả? Mai mốt á là mơn bớt á Giới thiệu mấy cái thứ mà âm binh ám khí này vô giùm tao một cái Vô ô quế cái nhà trọ tao quá Nha Không có quen Ủa Không quen sao nói chuyện Tại thích Thích thì nói cho ai nói gì đâu